Cô xin chào tất cả các bậc phụ huynh. Kính thưa các bậc phụ huynh, trẻ em rất dễ là đối tượng của bọn bắt cóc. Hiện nay trên các trang thông tin truyền thông có đăng tải rất nhiều những vụ bắt cóc chấn động dư luận, và nguyên nhân chính là do sự lơ đễnh của người lớn. Nhiều phụ huynh có thói quen đeo trang sức mắc tiền cho con khi đi ra ngoài đường và hay đưa những hình ảnh của con lên các trang mạng xã hội. Đây là nguyên nhân mà kẻ xấu để ý và ra tay. Để con mình tránh khỏi nạn bắt cóc, hôm nay cô sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh và các con về một số kỹ năng cần thiết khi bị bắt cóc. Dạy con được phép đi theo những ai như là ông bà, bố mẹ. Ngoài ra phải căn dặn trẻ không được tự ý đi theo người khác, kể cả người quen. Dạy con không được cầm, nắm hay là ăn bất cứ cái gì mà người lạ đưa cho. Nếu có người lạ tiếp cận, hỏi han chỉ trả lời thật ngắn và lịch sự như là cháu không biết, rồi đi ngay ra chỗ khác gần với người lớn. Nên dạy trẻ không tiếp cận quá gần với người lạ, ngay cả khi người đó đến nhà, chỉ chào hỏi, sau đó tránh đi chỗ khác, tuyệt đối không ngồi vào lòng người lạ. Điều này sẽ rèn cho trẻ thói quen không gần gũi với những người không quen biết. Cần dạy trẻ trước với tình huống bị người lạ tiếp cận và tấn công. Nếu trẻ ở nơi công cộng một mình, phát hiện có ai đó đang tìm cách tiếp cận và theo dõi, hãy dạy trẻ đi về phía có công an nhờ họ đưa về nhà. Trong trường hợp hãn hữu, nếu ở quanh đó không có công an, dạy trẻ đi về phía người phụ nữ cao tuổi nhất có thể để cầu cứu, nhờ bà đưa về nhà hoặc là gọi điện cho bố mẹ đến đón. Nếu như có người túm chân, túm tay trẻ định lôi đi, dạy trẻ vùng vẫy, chống và la hét thật to, cháy nhà để thu hút sự chú ý của mọi người, làm đối tượng giật mình nhằm tìm cơ hội để thoát thân. Kính thưa các bậc phụ huynh thân mến, chúng ta không thể ở bên các con mãi được. Vì vậy, chúng ta phải luôn trang bị cho các con những kỹ năng cần thiết để các con có thể tự bảo vệ bản thân mình trước kẻ xấu. Qua video trên, cô mong các bậc phụ huynh sẽ cần quan tâm đến trẻ hơn nữa và đảm bảo an toàn cho các con của mình. Cảm ơn các bậc phụ huynh đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại!